Ba ba ơi, ba về rồi đây. Ba ba ơi. Ba có nghe giọng của ba không vậy? Hả? Ba ba vậy? Anh đang nói chuyện với ba con mình đó. Thì đứa thứ ba đặt tên là ba ba. Trời đất ơi, mày đặt chơi chữ nữa. Đứa thứ ba kêu là ba ba. Em đang ngủ mà, đi ra đi cho em ngủ. Yên, ngủ thì cứ nằm yên đi để anh nói chuyện với ba chút xíu à. Bác sĩ, cái này có phải là cái miệng, con mắt với lại cái lỗ tai nó không? Thời điểm này chưa thấy được mắt mũi miệng của em bé đâu anh ạ. Vậy hả? Vậy bây giờ mình nói chuyện nó có nghe được chưa bác sĩ? Dạ chắc khoảng một tháng nữa là em bé sẽ nghe được hết đó. Từ từ. Ủa? Nó về được kìa. Dạ. Thưa ba, thưa cô. Ờ, ba với cô mới về hả? Cô mới tới thôi à. Rồi hai đứa đi đâu về vậy? À, dạ đi ra ngoài có công chuyện thôi à ba. Dạ ba ơi, con có một cái bí mật này á, con muốn nói. Không có gì đâu, không có gì đâu ba. Không, để cái bí mật gì? À, không có gì đâu ba, không có gì đâu. Sao vậy? Cái thằng này làm như có cái gì nó bí mật, cái gì nó giữ gì. Thôi, uống trà đi ông. Đố bà biết con muốn nói gì? Mày muốn nói cái gì thì mày nói đi. Thôi con không nói đâu. Giỡn hơi đó. Nó vậy đó, nó cứ làm cho người ta rối mù cái đầu không à. Ba ơi, thiệt ra con có một cái bí mật này. Bí mật gì mày nói? Mà đã là bí mật rồi á thì không thể nào bật mí được. Bí mật gì mà không thể nào bật mí? Cái thằng này thiệt tình à. Bình. Ba ơi. Nè, thêm một lần nữa, không những ba con mà cô sẽ đứng về rước con đó nghe chưa? Dạ, con xin lỗi ba với cô. Thiệt ra con vừa gây ra một tai họa thiệt là lớn luôn á. Cái gì? Tai họa gì? Mày đừng có nói với tao là mày gây hại cho công ty nữa nghe chưa? Dạ không, chuyện này nó không có liên quan tới công ty hết đó ba. Chuyện gì? Dạ, chuyện này là bởi con hồi hộp á. Nói lẹ lên. Ba sắp có thêm cháu ngoại rồi. Tụi con định sau này mới báo cho cả nhà biết. Nhưng mà giờ cả nhà đã biết hết rồi. Thì giờ cả nhà cùng với con chúc mừng cổ nha. Những cái này để làm gì? Dạ, cái này là pháo hoa. Bây giờ ha, con sẽ kêu cổ xuống. Khi mà cổ vừa xuống á, cái con phát ra ngựa cây nè. Mình bắn pháo hoa lên chúc mừng cổ. Trời ơi, cái thằng này nó có thể là cái trò con nít rồi con. Cô nghĩ là chút bình thường thôi cũng được rồi. Lỡ nhưng mà cô sợ cô giật mình té rồi sao? Không có sao đâu cô. Mấy cái này chỉ là trò cỏn con thôi à. Vợ con không có làm cô giật mình được đâu. Chú ơi, hay là mình vỗ tay thôi được không chú? Đúng rồi đó. Vợ con nó có bầu lần thứ ba chứ đâu phải lần đầu đâu. Thôi được rồi. Bây giờ nếu mọi người không bắn cái này cũng được. Nhưng mà mọi người vỗ tay giúp con nha. Ráng đi, ráng nha, giúp con làm cho cổ vui nha. Rồi. Để một mình con thôi. Vậy con gọi cổ xuống nha, chuẩn bị nha. Em ơi! Ơi! Xuống đây nói nghe này nè. Nghe rồi. Ủa? Có chuyện... Trời ơi! Em có sao vậy? Hả? Rồi, cô có sao không hả? Anh làm cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thiệt tình à? Xin lỗi cái gì? Mày làm cho nó giật mình. Cô đâu có ngờ nó nổ lớn vậy đâu. Em có sao vậy? Thiệt tình à? Anh xin lỗi. Chúc mừng cô nha. Dạ có gì đâu mà chúc mừng. Cô có cần gì thì cứ nói, đừng ngại nha. Dạ cảm ơn cô. Vậy là con sắp có em rồi hả? Con có thích đâu? Không thích cái nhà, sắp bị ra về ạ. Đâu có. Nhưng mà em muốn còn lại em trai em gái vậy. Chịu có biết được đâu con. Cô ơi, vậy khi nào mới thấy được em bé vậy cô? Còn lâu lắm, từ từ mới thấy được.
Con đợi khi nào cái bụng của cô lớn thiệt là lớn luôn, lúc đó con mới thấy được em bé ở trong. Tụi con á, sắp tới phải cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là con á, sắp có đứa thứ ba rồi, cho nên á, không có cực cà rỡn nữa nghe chưa. Dạ thứ ba, con cũng đang suy nghĩ nè. Nè, ăn thêm đi. Em ăn cái này rồi mà. Ăn cho nhiều vô. Tôi không nghĩ là ông còn khỏe dữ đó nha. Có gì đâu, ông ráng phấn đấu siêng năng giống như tôi thì sẽ được cái gì. Tôi nghĩ nha, tương lai á, thế nào á, ba vợ của ông cũng nhường công ty cho ông. Sao tự nhiên ông nói chuyện này? Ông sắp có đứa nữa, ba vợ của ông á thì sắp tái hôn. Ông mà không nhường công ty cho ông á, ông đi ra ngoài làm riêng cho tôi. Chứ ông cứ ôm cái công ty của ba vợ làm, ông không thấy kỳ hả? Thì dạo gần đây tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này nè. Nếu mà có suy nghĩ á thì phải làm cho nhanh nha. Còn trẻ thì làm cho nó lẹ, cũng để già hết sức rồi không có làm được đâu. Ở gần nhà tôi á có một cái nhà mới xây đẹp lắm, tôi cũng tính đầu tư vô đó nhưng mà kẹt vốn quá. Ông có hứng á tôi giới thiệu cho. Đây, phần của em nè. Ủa sao có mấy tờ vậy? Hồi nãy thấy Nguyên sắp dày lắm mà. Sắp dày đâu, sắp dày. Có nhiều của chị hai á, em phân nửa, cô phân nửa. Cô có giếm không? Giếm gì không tin hả? Này lục đi ấy. Nhổ lục cái gì á? Lục lục, cái... lục nè. Thôi nhổ. Nè. Thôi nha. Đưa cái vỏ đây coi. Cái gì vậy? Ơi 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 nè nè. Nói nè. Không phải, cái này của chương trình mà. Cái này của chương trình mà. Nè, nhổ mà, nhổ. Á, đừng có đụng, đừng có đụng. Hai cái đứa này làm cái trò gì vậy? Vậy mà tụi nó còn chối nữa, thế nào không có chuyện à. Ba ba ơi, ba về rồi đây. Ba ba ơi. Ba ba có nghe giọng của ba không vậy? Hả? Cái gì vậy? Anh kêu ai mà ba ba vậy? Anh đang nói chuyện với ba con mình đó. Thì đứa thứ ba đặt tên là ba ba. Trời đất ơi, mày đặt chơi chữ nữa. Đứa thứ ba kêu là ba ba. Em đang ngủ mà, anh ra đi chơi ngủ. Ê, ngủ thì cứ nằm yên đi, để anh nói chuyện với ba ba chút xíu à. Con ơi, bây giờ ba phải làm sao đây? Ba có nên ra làm riêng không ta? Mày nói cái gì? Sao muốn ra làm ăn riêng? Dạ, thật ra con cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi nhưng mà chưa cơ hội tốt cho nên... Phải suy nghĩ cho nó kỹ. Đừng có nôn nóng. Kinh doanh đâu phải là cái chuyện một sớm một chiều một... Phức tạp lắm con biết không? Dạ con cũng biết vậy. Nhưng mà đây là cơ hội tốt. Nếu mà con không thử con sợ sau này... Vậy thì con qua nó ý nó sao? Ủa? Sao đau cô quá vậy ta? Bỏ em bé đạp hả cô? Không phải. Chắc là tại chú đó. Hồi tối hôm qua chú xỉn xong rồi cứ đè lên bụng cô nói chuyện với em bé nguyên cả đêm luôn. Sao tự nhiên cô đau bụng quá ta? Dạ, dạ. Cô cẩn thận nha cô. Trước mắt tình hình là như vậy. Chúc mừng ông chủ. Vậy kể từ bây giờ tôi là ông chủ thiệt luôn hả? Vợ vợ. Ủa anh đi đâu vợ? Em đi đâu đi bộ lang thang vậy? Bây giờ không có được đi lang thang kiểu đó. Đi đâu lấy xe đi biết chưa? Biết rồi, anh đi đâu vợ? Anh mới ký hợp đồng thuê mặt bằng xong.
sao không đợi em đi chung? Thì anh điên mình cũng được mà. Với lại bây giờ em không có tiện đi lại nhiều biết chưa. Vậy khi nào mới lấy được cửa hàng? Ngày mai. Hả? Anh hẹn với bên trang trí nội thất luôn rồi. Anh hẹn người ta luôn rồi? Ừ. Làm gì mà gấp dữ vậy? Trời đất ơi, anh phải tranh thủ thiệt là lẹ để trước khi bà ba chúng ta chào đợi. Thiệt tình. Lần này nhất định anh phải làm cho thiệt là tốt, để bà ba phải tự hào về ba của nó mới được. Em có sao không vậy? Ui, da đập chân em đau quá. Anh xin lỗi, tại con chó nó sủa làm anh hết hồn. Em có sao không? Vừa đau chân mà vừa đau bụng nữa. Bà ơi, ba xin lỗi con nha, ba xin lỗi nha. Tại ba, ba của ba đừng có giật mình nha. Ba hứa từ nay về sau, ba không có làm như vậy nữa nha ba nha. Anh thiệt tình luôn á. Hết nổ phá là em giật mình. Rồi bây giờ đạp chân em nữa, làm em đau bụng nữa. Thiệt tình. Anh xin lỗi mà, ba không có theo đâu. Xin lỗi, mấy anh đây là ai vậy? Ủa, mấy anh đâu tới, mấy anh là ai? Tôi là chủ ở đây. Chỗ này là chỗ của tôi mà. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi mới là chủ ở đây. Tôi có cái hợp đồng thuê mặt bằng ở đây rồi mà. Ủa, anh nói sao vậy? Tòa nhà này là tòa nhà của tôi. Mấy anh ký hợp đồng với ai? Khoan, anh đợi tôi một chút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thằng Ngọc vừa mới bị lừa cái hợp đồng thuê cửa tiệm với giám đốc giả. Nó không có mặt mũi nào nói chuyện với gia đình nên lúc nãy nó gọi điện cho tôi. Dạ, dạ tôi cảm ơn anh. Dạ. Cô ơi, bộ chú bị lừa nữa hả cô? Mà không nghe máy chứ. Trời đất ơi, tôi điên lên mất. Sao mình làm cái gì cũng hư hết vậy ta? Ba cho ba xin lỗi nha. Ba cũng biết sao, ba làm gì cũng hư hết. Ba vô dụng quá.